Xin chào các bạn, trước mặt của chúng ta là hai cái nhiệt kế của Mediana. Đây là nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Mỗi cái thì có cách sử dụng khác nhau. Đây là cái đo tiếp xúc nhỏ gọn và đây là cái đo không tiếp xúc, dùng các trong các trường hợp chuyên sâu hơn hoặc là nếu có điều kiện thì mua được. Đây là cái forehead, nghĩa là các bạn dùng để đo trên trán. Thiết kế của nó thì nhỏ gọn như thế này, nhỏ gọn thôi. Và nó sử dụng cục pin CR2032, tức là pin CMOS của chúng ta nếu như các bạn vẫn còn sử dụng máy tính địa bàn. Cục pin này có thể sử dụng hoặc 1 đến 2 năm như bình thường. Để đo thì các bạn mở lên và đặt cho nó tiếp xúc lên trên da của chúng ta. Đây, hai cái điểm tiếp xúc mà bằng bạn này và cái điểm đo là điểm ở giữa. Thì nó sẽ đo nhiệt độ rất nhanh, khoảng chừng vài giây hoặc 2 đến 3 giây là đo được nhiệt độ rồi. Đây, mình thử để lên tay và nó báo nhiệt độ. Thiết kế là các bạn có thể kẹp vào trong tay như thế này và đặt lên trán của trẻ để đo, giống như mình rờ lên đầu của con của mình để đo nhiệt độ. Thì thay vì vậy, mình kẹp cái nhiệt kế này vào trong tay và có thể biết được nhiệt độ của trẻ. Truy cập bộ nhớ thì khi không đo, các bạn nhấn nút này, vẫn nhấn nút tròn đó, thì có thể thấy được các nhiệt độ đo của những cái lần trước. Đây là cái Mediana. Bên trong hộp thì có kèm theo cái vỏ để đựng để cho nó khỏi bị hư, cũng nhỏ gọn. Đây là cái Smart Thermometer của Mediana, đo không tiếp xúc. Các bạn muốn đo thì đưa cái nhiệt kế này cách người hoặc là vật cần đo khoảng từ 5 cho đến 40cm là có thể đo được. Nó sử dụng hồng ngoại để đo cũng như các nhiệt kế hồng ngoại khác. Đây là nút bật nguồn. Các bạn để ý phía sau có cái vòng màu xanh và vòng màu hồng. Màu xanh là người lớn và màu hồng là trẻ em. Thì khi chúng ta đưa lên, chúng ta đưa cái khuôn mặt của người ta vào trong cái vòng đó, có thể đo nhiệt độ rồi. Đây mình thử đo nhiệt độ tay của mình. Khoảng chừng 3 giây là nó đo được nhiệt độ và báo 36 độ 3 trên tay. Để truy cập bộ nhớ đo những lần trước thì chúng ta nhấn vào nút memory kế bên là có thể biết được những cái lần đo. Nó nhớ được 30 lần đo. Đo nhiệt độ bằng cái nhiệt kế Mediana không tiếp xúc. Khoảng cách giữa người đo và người được đo là khoảng chừng 90cm. Khoảng cách từ nhiệt kế tới người được đo là khoảng chừng 40cm. Xem bài. Thêm một cái nữa. Ok, bắt đầu với mày. Đo thử bằng này nha. Mở lên. Để thử thôi. Để cho người là 36.7.